Xin chào các bạn thân mến, mình đã đến cái nhà trưng bày văn hóa ốc heo ở Thoại Sơn, An Giang. Đây là cái cổng, cái nhà luôn nè các bạn. Có cái vòng của cái tên nhà trưng bày đó rất là đẹp ha. Văn hóa ốc heo, bây giờ mình vào trong này để mình xem nha. Nguyên cái đoàn của trưng bày nè, đây chào các con. Đây, nhà văn hóa, nhà trưng bày văn hóa ốc heo. Các bạn đúng hành phúc hành những hành dọc phúc hành phụng mà mình nữa xin báo cho các bạn học sinh chúng ta xếp hành những hành dọc hàng. Xếp những hàng dọc các con xếp hàng đi. Văn hóa ốc heo nè, để mình đi quay một vòng cho các bạn xem nha. Xin mời chúng tôi vào hội đồng tiếp theo của Liên Xã Thiên của nhiều sò là đủ thấy ở trong đó là viên đá Phật Anh đó. Đẹp quá. Văn hóa ốc heo. Đoàn chuẩn bị được tham quan, được được thuyết minh đó các bạn. Nhưng mà để mấy con sò đó hả? Bỏ sò. Chút xíu nữa sẽ có hướng dẫn viên thuyết minh sẽ rõ ràng hơn nha. Cái clip này là mình quay để làm kỷ niệm đó. Những cái vật phẩm mà rất là cổ xưa, những cái không còn nguyên vẹn nhưng mang một cái giá trị lịch sử rất là lớn. Các
các bạn ở phía trước, cái hàng dòng phía ngay phía trước chúng ta ngồi xuống là để cho các bạn ở phía sau nhìn cho nó dễ hơn. Bây giờ các bạn ngồi về, các bạn tiến lên ở phía đó là một tay khi mà các bạn của các bạn về hai hộp phụng cho các bạn ở phía sau chúng ta dồn để dồn cái tay di chuyển cái tay. Cổ vật. Sư cô ơi. Dạ, đang ngồi xuống kìa. Dạ, chúng tôi với thầy cô là các học sinh thì nói về nền văn hóa của Việt Nam thì ở miền Bắc chúng ta có nền văn hóa xưa, ở miền Trung có nền văn hóa của mình và ở miền Nam có nền văn hóa của mình. Thì nói về đời sống vật chất thì cư dân sử dụng nhiều loại hình gốm và các bạn nhìn thấy ở phía bên trong ngay bên này thì có những cái hình gốm ngay thời đầu tiên của các cư dân chế tạo ra nên rất đơn sơ và sau đó họ dần dần đi cải tiến lên thì tay nghề của họ là ngày càng phát triển thì những hình gốm có những loại gốm có những cái loại bình gốm có nhiều hình khác nhau có những cái thứ khác nhau và kể cả có những hoa văn rất là đẹp là do di chuyển thì có thể là gỗ cho nên là các cư dân nghiền chài nghiền thế kỷ thứ ba đến thế kỷ thứ năm chất liệu là đá hiện vật sưu tầm cột đá thế kỷ thứ một đến thế kỷ thứ bảy chất liệu đá hiện vật khai quật tại Gò Sáu năm 2018 có đá có não nó là các bạn rồi nhiều các bạn chúc các bạn vui khỏe an lành nha chào tạm biệt.